Kỹ năng rút dây kính chào các bạn. Tiếp tục mình chia sẻ với các bạn cách thắt một móc chìa khóa hoa hướng dương. Các bạn nhìn thấy chúng ta có một hạt chuỗi 8 ly. Các bạn có thể sử dụng hạt chuỗi 6 ly hoặc hạt chuỗi 10 ly. Chúng ta có hai đoạn dây. Một đoạn dây đỏ là đoạn dây chính và đoạn dây vàng là đoạn dây phụ. Chiều dài hai đoạn dây này các bạn sử dụng chung đó là 1m2. Chúng ta có các nút cúc áo nè, hoa hướng dương, nút chịu kép và cuối cùng đó là nút con nhộng. Chúng ta sẽ thực hiện từ đoạn dây chính, đó là đoạn dây màu đỏ. Ở tất cả các mẫu móc khóa thì nút khởi đầu tiên đó là nút cúc áo. Các bạn có thể thực hiện nút cúc áo Nhật Bản, cúc áo Trung Hoa, cúc áo biến thể, hoặc đơn giản hơn thì các bạn có thể thực hiện là nút chịu kép hoặc chịu tam, hoặc phức tạp một tí xíu thì các bạn có thể thực hiện nút hoa hồng Nhật Bản, và phức tạp hơn nữa thì các bạn có thể thực hiện nút vương niệm đính kim cương, vân vân. Đây là nút cúc áo Trung Hoa. Ở mẫu này thì mình đã hướng dẫn các bạn những video lần trước, các bạn có thể xem lại. Chúng ta thực hiện ngược chiều kim đồng hồ nha các bạn. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện xong mẫu cúc áo Trung Hoa. Thường thì mình sẽ chọn mẫu cúc áo Trung Hoa vì mẫu này khá đơn giản và nó cũng tròn trịa khi chúng ta phối hợp với các mẫu cúc áo khác. Chúng ta chia đoạn dây làm 3 phần bằng nhau và chúng ta thực hiện ở 2 phần 3 đoạn dây còn lại. Ở mẫu hoa hướng dương dây nhỏ này thì các bạn cố gắng giữ dây thật chặt và khuyên các bạn nên các bạn tập từ dây to sau khi chúng ta chuyển xuống dây tim. Đây là mình đang thực hiện dây tim số 5. Chúng ta có cánh thứ 2. Tiếp tục là cánh thứ 3. Các bạn thực hiện sao cho khi chúng ta thực hiện đến cánh thứ 4 thì sẽ là ở vị trí cúc áo. Các bạn ước lượng. Và cánh thứ 4, đoạn dây cánh thứ 4 thì chúng ta sẽ xỏ vào cánh thứ nhất. 1, 4, 5, 2, 6, 3. Đó là vị trí chúng ta xỏ đối xứng. Các bạn nhớ đoạn dây dài là nằm ở phía dưới nha các bạn. Chúng ta thực hiện cánh thứ 5. 5 thì chúng ta sẽ xỏ vào cánh thứ 2. Ở mẫu hoa hướng dương cơ bản thì mình đã hướng dẫn các bạn ở những video lần trước, các bạn có thể xem lại. Mình sẽ để đường link trong phần mô tả cho các bạn nếu các bạn nào chưa thực hiện được mẫu hoa hướng dương này. Chúng ta có một nguyên tắc ở mẫu hoa hướng dương, đó là đi và về. Tiếp tục chúng ta tách ra, chúng ta có hai vòng dây. Vòng dây chúng ta đã xỏ ở tạo cánh thứ 5 và chúng ta tạo cánh thứ 6 ở hai vòng dây. Cánh thứ 6 thì các bạn sẽ xỏ vào cánh thứ 3. Chúng ta xỏ ở dưới 2 thì chúng ta trả ở trên 2. Đó là nguyên tắc đi và về. Chúng ta tạo cánh hoa thứ 7. Chúng ta tách ra và để tạo cánh hoa thứ 7. Lúc này chúng ta thêm một nữa thì chúng ta sẽ xỏ qua 3 vòng dây.
Khi thực hiện mẫu này ở dây tim thì các bạn cố gắng sử dụng ngón tay trỏ, ngón tay cái và ngón tay giữa giữ chặt phần tâm hoa. Cánh hoa thứ 7 thì chúng ta sẽ xỏ vào cánh hoa thứ 4. Và chúng ta xỏ trả lại 3 cánh mà chúng ta đã xỏ từ trước đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành mẫu hoa hướng dương dây 1. Lúc này các bạn chỉnh cánh lại cho đều. Nếu các bạn nào chúng ta không thực hiện dây 2 thì các bạn có thể chỉnh cánh đều và chúng ta cho hạt chuỗi vào ở tâm và chúng ta nghịch sát lại. Nhưng mà đối với cánh hoa mà chỉ có một dây thì các bạn phải dùng keo để chúng ta cố định lại, vì nếu không dùng keo thì hạt sẽ rơi ra các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy chúng ta có hai mặt. Và việc tiếp theo để chúng ta thực hiện dây màu vàng thì chúng ta phải xác định được mặt thuận và mặt nghịch của dây. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn xác định mặt thuận và mặt nghịch. Ở vị trí dây ở cúc áo, sau khi chúng ta kéo thì đầu dây sẽ nằm ở phía đối diện, và đây là mặt thuận. Còn mặt nghịch, ở vị trí cúc áo chúng ta kéo dây thì đầu dây sẽ nằm lệch về phía bên tay trái, và mặt này là mặt nghịch. Chúng ta sẽ thực hiện dây số 2 là dây màu vàng từ mặt thuận. Nếu các bạn thực hiện sai mặt thì chúng ta sẽ không xỏ được như các bạn. Và ở mặt nghịch dẫn các bạn xỏ được, nhưng mà cách đi dây sẽ là một cách khác. Chúng ta sẽ xỏ qua 3 dây. Tất cả các thao tác của các bạn xỏ thì các bạn chú ý là chúng ta đều xỏ qua 3 dây màu đỏ. Tiếp tục chúng ta xỏ qua 3 dây màu đỏ ở mặt sau. Ở mẫu hoa hướng dương này, cách đi dây 2 mình cũng đã hướng dẫn các bạn rất chi tiết ở dây to. Các bạn có thể xem lại. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo một cánh. Và để tạo một cánh này thì chúng ta phải xỏ vào cánh liền kề của nó. Ở cách đi dây này thì mình sẽ tách được từng lớp của mẫu hoa hướng dương. Còn nếu các bạn đi theo đường dây màu đỏ thì chúng ta sẽ không tách lớp được. Chúng ta xỏ qua 3 dây màu đỏ và thêm một dây màu vàng là 4 dây. Các bạn nên chú ý là chúng ta luôn xỏ qua 3 dây màu đỏ nha các bạn. Ở mẫu móc khóa này, mình sẽ chia video này hai phần. Phần 1 sẽ là phần khô, phần cơ bản. Đến phần 2 sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rút mẫu hoa này. Trung bình thì một mẫu hoa này nếu các bạn làm quen tay thì các bạn sẽ mất khoảng tầm 10 đến 15 phút. Nhưng vì mình làm video cho các bạn nên thời gian sẽ kéo gấp đôi và gấp ba lên. Các bạn chú ý mình xỏ vào vị trí nha. Xỏ vào vị trí như thế này thì các cánh hoa sẽ đan xen với nhau. Các bạn nhìn thấy cánh hoa nó đã được đan xen vào nhau.
Lúc này chúng ta đã thêm một cánh màu vàng nữa. Chúng ta sẽ xỏ qua 3 cánh màu đỏ và 2 cánh màu vàng. Rồi chúng ta đã thực hiện được 2 cánh. Và cứ như vậy, các bạn cứ thực hiện cho đến khi nào dây màu vàng sẽ nằm song song với đoạn dây màu đỏ. Còn dây dài đó các bạn, là chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ thực hiện đoạn còn lại. Mời các bạn đón xem phần 2 của mẫu móc khóa này nha. Chào các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.